Tin nóng 24 giờ tối ngày mùng 3 tháng 6 gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Giá vàng miếng SCJ lao dốc, bốc hơi 10 triệu đồng. Vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai, bệnh nhi 5 tuổi tử vong. Vụ tử thi mất chân ở Hồ Tuyền Lâm, công an công bố nhận dạng nạn nhân. Thành phố Hồ Chí Minh, công an kiểm tra quán cà phê hẹn hò sử dụng gương nhìn lén. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Có bây giờ, Mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay ngày 3 tháng 6, giá vàng SJC tiếp tục rơi xuống mốc 80 triệu đồng một lượng so với đỉnh giá 92,4 triệu đồng một lượng ghi nhận vào sáng ngày 10 tháng 5. Giá vàng SJC hiện tại giảm mạnh tới 11,4 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng liên tục lao dốc, chuyên gia cảnh báo rủi ro khi mua đầu tư. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 3 tháng 6, giá vàng SCC tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 79 đến 81 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, so với mức đỉnh 92,4 triệu đồng trên một lượng bán ra. So sánh với mức đỉnh 92,4 triệu đồng trên một lượng bán ra vào hôm ngày 10 tháng 5 năm 2024, thì giá vàng SCC đã được điều chỉnh giảm 11,4 triệu đồng trên một lượng bán ra. Giá vàng trong nước giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng có xu hướng liên tục giảm. Từ mức giá 2.353 USD trên một ao hôm đầu tuần, đến cuối tuần, giá vàng thế giới đã giảm 27 USD trên một ao với mức 2.326 USD trên một ao. Cùng đó, giá vàng trong nước giảm mạnh còn xuất phát từ giải pháp ngân hàng nhà nước cho phép 4 ngân hàng thương mại và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn bán vàng trực tiếp đến tay người dân từ hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2024, trong bối cảnh giá vàng lao dốc, nhiều nhà đầu tư trăn trở về việc có nên mua vàng thời điểm này hay không. Bởi nếu mua thì vẫn sợ giá vàng đang trên vùng đỉnh, mà không mua thì lại lo lắng nhỡ đâu thời gian tới giá vàng SJC lại bật tăng mạnh mẽ. Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chuyên gia Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết giai đoạn này là thời điểm khá nhạy cảm đối với nhà đầu tư và người dân muốn mua vàng cần cân nhắc tới những biến động vĩ mô trong và ngoài nước và phải xét đến khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Trong khi đó, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng nếu thời điểm này mua vàng, nhà đầu tư sẽ đối diện với rủi ro kép. Đầu tiên, giá vàng thế giới đã vượt qua 2.000 USD, khả năng lên và xuống như nhau là một rủi ro. Chưa kể chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn đang ở mức cao. Đây cũng là rủi ro nếu người dân mua vàng, đầu tư thời điểm này. Phân tích xu hướng giá vàng trong ngắn hạn, tiến sĩ Đinh Thế Hiển cho biết, với 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SCC tham gia bán vàng trực tiếp tới người dân từ hôm nay, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2024, giá vàng trong nước sẽ hạ dần theo thời gian mà lượng vàng được ngân hàng nhà nước cung ra. Ngày 3 tháng 6, bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh thông tin bệnh nhi nặng nhất trong vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai đã tử vong sau một tháng hồi sức tích cực. Bé TGH 5 tuổi được chuyển từ bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 4 tháng 5. Ở tuyến dưới, bé TGH có tình trạng ngưng tim ngưng thở, sốc nhiễm trùng nặng, tổn thương đa cơ quan, phải thở máy và lọc máu. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, trẻ tiếp tục được hồi sức và lọc máu, thở máy, tiền lượng nặng. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh nhi không qua khỏi. Vụ ngộ độc bánh mì tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến hơn 500 trường hợp nhập viện. Trong đó có 13 trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, hai trường hợp nhập viện trực tiếp ở thành phố Hồ Chí Minh. Quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân trong vụ ngộ độc cho thấy có vi khuẩn Salmonella và E. coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Cô Băng ghi nhận 4 trên 8 mẫu có vi khuẩn Salmonella. Tối ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng phát thông tin tìm người thân của tử thi phát hiện tại khu vực đường Hoa Hồng, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Theo nhận định ban đầu, tử thi có khả năng là nữ giới khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m45 đến 1m55, tóc đen, dài 50cm, hàm trên có 12 răng bọc sứ màu trắng, hàm dưới có 12 răng bọc sứ màu trắng, răng số 7 hàm dưới bên phải không bọc xứ. Người này mặc một bộ đồ vải, loại bộ đồ thường mặc ở nhà, đeo bông tai kim loại màu vàng, đeo sát tai, có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu. Trước đó khoảng 6 giờ ngày 1 tháng 6, người dân địa phương phát hiện một vật giống xương chân người trên đường Hoa Hồng, thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt bước đầu đã xác định bộ xương trên gồm xương đùi và xương ống cùng bàn chân người đang trong quá trình phân hủy. Chiều 1 tháng 6, lực lượng chức năng đã tìm thấy phần thi thể còn lại trong lùm cây cách đường Hoa Hồng 10 m, cách vị trí phát hiện phần chân 400 m nhiều khả năng chân của người này đã bị động vật kéo ra đường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 2 tháng 6, Công an phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra quán Mida Dating Cà Phê vì nghi vấn hoạt động trá hình với nhiều điểm bất thường. Sáng ngày 2 tháng 6, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nội dung về một quán cà phê hẹn hò có hình thức ghép đôi các cặp nam nữ nằm tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số bài đăng trên mạng xã hội, khách hàng đến quán này được cung cấp thông tin sơ lược với đối tượng hẹn hò và được sắp xếp ngồi ở hai dạng phòng khác nhau, gồm phòng đen dành cho nam và phòng trắng dành cho nữ. Hai bên không nhìn thấy nhau và trò chuyện tìm hiểu nhau trong vòng 5 phút để quyết định có ghép đôi hay không. Bài đăng cho biết, tuy nhiên trên thực tế, quán sử dụng kính một chiều, bên nữ nhìn vào đang là soi gương, nhưng bên nam hoàn toàn có thể nhìn thấy bên nữ đặc biệt ghế bên nam được bố trí thấp hơn hẳn và tầm nhìn đặt đúng phần dưới các bạn nữ ngồi phía ghế bên kia. Tài khoản này e rằng hoạt động của quán đang có biểu hiện xâm phạm và gây hại đến nữ giới là bình phong cho các hoạt động mua giới mại dâm. Tại buổi kiểm tra chiều ngày 2 tháng 6, thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại quán không có khách chỉ có người đại diện là chị HTDA sinh năm 2003, bà nhân viên của quán và một người nước ngoài. Trên ghi nhận thực tế, quán có hai phòng lớn là phòng đen và phòng trắng, sử dụng gương một chiều có cách bài trí đúng như các bài viết trên mạng xã hội phản ánh. Ngoài ra, trong quán còn có bốn phòng nhỏ, dạng 1,5m2 trên một phòng, dùng cho các cặp nam nữ khi có quyết định ghép đôi. Sau khi làm việc với đại diện quán, cơ quan chức năng đã lập biên bản, mời những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ và xử lý. Ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố Từ Sơn vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy do cặp vợ chồng điều hành với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi nhất từ trước đến nay. Công an xác định đối tượng Đỗ Tá Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Hằng đã xây dựng một khu trang trại rộng 700m2, bên cạnh có một mương nước rộng khoảng 5m tại phương Đinh Bảng, xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó để trông giữ buôn bán ma túy. Khi các con nghiện gọi điện hỏi mua ma túy, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và giao ma túy cách khu vực trang trại khoảng từ 400 đến 500 mét, rồi điều khiển thiết bị flycam có buộc dây dài khoảng 15 mét và một chai nhựa ra địa điểm đã hẹn. Các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh điều khiển flycam bay về và nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai và bay đi giao hàng. Tiến hành khám xét tại khu vực trang trại ở phố Trung Hòa, Công an thu giữ gần 190 gram heroin và ma túy tổng hợp, một bộ flycam, một xe ô tô Kia Morning, một khẩu súng khí nén bắn đạn trì, một rùi cui cùng nhiều tăng vật liên quan. Tại nơi ở của Đỗ Tá Vinh, công an thu giữ thêm một bộ flycam hơn 100 triệu đồng tiền mặt, một két sắt chưa mở và nhiều vật chứng khác liên quan chia tách ma túy. Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đã khai phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng, thu đầy đủ tăng vật và đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. Chiều ngày 2 tháng 6, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử lý và thu hồi hàng trăm cuốn sách tuyên truyền đạo trái phép. Thậm chí, một nhóm người tự xưng là sư, cùng cái gọi là đạo nhân quả, chuẩn bị đi theo đoàn bộ hành của ông Thích Minh Tuệ, đã in tài liệu tuyên truyền thay Thích Minh Tuệ và đạo nhân quả. Và ôm ruột nồi cơm điện, đi khất thực dọc theo các tuyến đường từ Bắc vào Nam đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Ông Thích Minh Tuệ đi đến đâu là có hàng chục, thậm chí hàng trăm người tham gia bộ hành, trong đó có nhiều người dân. Tuy nhiên, lợi dụng những ồn ào về hiện tượng thích minh tuệ, các thế lực phần tử thù địch cũng nhắm tới mưu đồ chia rẽ tôn giáo, đảng, nhà nước. ở trong nước, không ít Facebooker, YouTuber, TikToker hay influencer, người có ảnh hưởng đã có những bài đăng, video clip được cắt, ghép, giảm dựng, đăng tải những thông tin phiến diện, tiêu cực để chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín Phật giáo. Trong khi đó, ở ngoài nước, các thế lực thù địch đã kích động, xúi dục đồng bào theo đạo biểu tình, phản đối các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, gây mất trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, như trong sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung năm 2016 do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra, chúng đã kích động, lôi kéo dẫn đến hàng nghìn tín đồ công giáo tụ tập, biểu tình, ngăn chặn các phương tiện giao thông qua lại, đập phá tài sản công, tấn công lực lượng chức năng. Phải khẳng định rằng, việc người bộ hành thích minh tuệ, tự tu học Phật với những phát ngôn, hành xử của ông là đúng hay sai, điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đồng thời, không để các đối tượng thiếu thiện trí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, gây kích động mất ổn định xã hội. Khoảng 21 giờ 15 ngày 2 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 8, trung cư C14 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 21 giờ 15 ngày 2 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 8, trung cư C14 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 4 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Chỉ sau 15 phút, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Anh Nguyễn Viết Dũng, một nhân chứng kể lại khi tôi đang đi qua tòa nhà chung cư C14 Bắc Hà thì thấy ngọn lửa bốc lên tại một căn chung cư tầng 8, cột khói nghi ngút, rất đông xe cứu hỏa đến để dập lửa. Được biết, khu chung cư dự án C14 Bắc Hà gồm 2 tòa nhà CT1 và CT2, mỗi tòa cao 32 tầng với 2 tầng hầm để xe. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguồn nhân vụ cháy. Các bạn vừa theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube của báo Công Thương. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.